Nguyễn Đình Ca Đấu kính chào bà con. Hôm nay Nguyễn Đình Ca Đấu giới thiệu với bà con dòng lưới siêu khủng. Đó là lưới Quốc Thái ba màn, hai tầm hay còn gọi là lưới hai cầu. Chiều cao của lưới là 8m, chiều dài của lưới là 150m, chia làm 3 tấm khác nhau. Kích thước độ lưới của nó là 12 phân. Kính thưa bà con, trên màn hình bà con thấy thì cái dòng chì của cái lưới này cặp rất là nặng, nó tương đối nặng bà con nhé. Đây là dòng lưới đánh chìm. Thưa bà con, khi bà con nhìn thấy những dòng lưới này thì bà con mường tượng đến là bắt những cái dòng cá rất là lớn rồi, tại kích thước độ lưới của 12 phân. Đấy, cái túi của nó rất là sâu, thì túi rất là sâu chia làm hai tầm. Đấy là cái phần túi ở phần chân chì. Còn đây là cái phần cầu giữa bà con nha. Đấy, bà con nhìn nãy vừa nhìn thấy cái cầu giữa. Và còn đây giới thiệu với bà con là phần lớp áo bên ngoài, hay còn nói lớp vỏ bên ngoài là bằng cước đan tay rất là đẹp. Hàng cước Thái xịn luôn. Tất cả đây là toàn bộ là bằng Thái hết. Đây là phần cầu giữa. Bà con thấy không, khi tắt cầu giữa này thì phần ở trên giữa phao và cái cầu giữa này ở giữa này nó sẽ vẫn có túi rất là dài, rất là sâu, y chang như cái tầm ở phía túi ở phía dưới. Đấy, bà con thấy túi của ba cái tấm này nó rất là sâu, rất là dài. Đây là dòng lưới Thái xanh, bà con nhìn thấy nó có thể phân biệt được rồi. Còn đây là phần đầu phao trên, thì A Đấu giới thiệu rất nhiều các video về cái dòng lưới cao cấp này, thì là nó cái phòng dòng phao này nó rất là chắc chắn. Thắt chết khóa chết thay đầu, không bao giờ sợ di chuyển ở cái đầu phao. Bà con thấy không, mới tinh tình tình luôn. Rất là đẹp, rất là bền, rất là chắc. Bà con có nhu cầu đặt thêm lưới, bà con cứ liên hệ với A Đấu, A Đấu sẽ tư vấn thêm cho bà con. Ngoài những dòng lưới ra còn rất nhiều các dụng cụ đánh bắt khác cho bà con. Một lần nữa khẳng định rằng bà con muốn làm những dòng lưới đẹp, hãy đến với A Đấu sẽ đáp ứng được mọi yêu cầu cho bà con. Đây là những sản phẩm mà A Đấu sẽ giao đi cho bà con trong buổi chiều ngày hôm nay. Bà con nhớ đăng ký kênh, theo dõi, tại vì còn rất nhiều các video hay nữa. Kính chào bà con.